Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đã chủ trì buổi họp với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh để ra soát, tiếp tục triển khai các phương án mới phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự chỉ đạo buổi họp còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà. Tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã quán triệt kết luận 172 của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch COVID-19 đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Trên cơ sở đó, các thành viên tham dự buổi họp đã đề xuất triển khai một số phương án mới trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó nhấn mạnh đến công tác giám sát, cách ly và xét nghiệm, tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc gần, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực với nhiều phương án, giải pháp cụ thể nên đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, từ tình hình thực tế cho thấy, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, tất cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, không được chủ quan lơ là. Trên cơ sở các phương án, cần nghiên cứu xây dựng các kịch bản cao hơn về biện pháp cách ly, kể cả cách ly tập trung và cách ly cộng đồng. Tuyệt đối không để lúng túng, bị động bất ngờ. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý, cần thành lập ngay một khu chỉ huy gồm đầy đủ các thành phần tổ chức chính trị xã hội, không chỉ lực lượng vũ trang mà cần huy động tất cả các lực lượng trong các tổ chức, đoàn thể để phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi cần thiết. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao tầm kiểm soát dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo.